Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay mình sẽ thử nạp 100k xem là mình có làm được cái gì không nhé mọi người ơi. Ok. Gói mặt trần ca rất là tuyệt vời luôn các bạn. Mình sẽ vào chơi vùng quanh thế giới xem nó có được không, cái gì không nhé mọi người nhé. Hình như là được năm mấy vé sao ấy. Mua hết mấy cái phụ trợ này. Xíu mình bán cá. Hello chào các bạn. Nếu mà ai không có tiền đặt y cá thì hãy vào lòng theo cách để của mình để có tiền đặt y cá nha các bạn ơi. Để các bạn có thể có tiền đặt y cá đầu tiên các bạn có từ khóa trên YouTube là cái kênh của mình Thành TV y cá, các bạn tìm kiếm. Sau đó mọi người vào phần video. Cái video của mình xong mọi người bấm cái dấu gạch bên này. Sau đó mọi người ấn vào cái đường link này nhé. Nó sẽ dẫn tới các bạn tới một cái trang như thế này. Sau đó các bạn thấy cái nó hiện ra cái nhận 3.000 này. Người chỉ cần ấn nhận xong mọi người đăng ký số điện thoại xong là các bạn sẽ có trong cái tài khoản của mình là 3.000 nha mọi người nha. Có 3.000. Xong sau đó các bạn để đấy, các bạn đi bộ thêm một khoảng thời gian nữa là các bạn sẽ đủ 5.000. Đủ 5.000 nữa các bạn có thể rút ở đây. Bấm vào sử dụng. Đó. Xong các bạn nạp trực tiếp vào điện thoại nhé mọi người nhé. Chúc mọi người thành công. Đèn quay lại với vòng quanh thế giới nào các bạn, 52 vé xem làm được cái gì không nhá, kiếm được mấy triệu bạc không. Ok, phát đầu tiên là dính được khá khá nhỏ thôi. Phát thứ hai dính cái gì, bá đạo đi nào, bùn u già 500 vàng, 3 quả bôn, quá là tuyệt vời luôn các bạn. Ủa sao được mới 2 phát thế này, mới 2 phát này, 2 phát ăn gần một củ rồi, cũng ngon lắm. Được 3 cái siêu bon, tí mình mang đi nổ bầu cua xem là được cái gì không ta. Là 100k mà được có 200 mấy kim cương, rất là gà các bạn ạ. Còn không bằng cái gói 50k, nhưng mà là 100k thì được mấy cái vé quay sự kiện nó nhiều hơn thôi các bạn ơi. Ok, chắc mình phải kết thúc clip ở đây thôi. Làm clip hơi dài thì mất thời gian của các bạn. Bye tất cả mọi người nha.